Tỷ số là 1-0. Tương đối nhanh khi trận thi đấu đầu tiên, BB là một người thi đấu tương đối xuất sắc. Cầm một bài Ponetian rất giàu và BB làm nhiệm vụ cân đôi ngay cái thời điểm đầu. Và sau đó thì No 1 tuy rằng cũng bị tàn tương đối đau nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều khi mà BB đã cân đôi được. Và sau đó thì việc của cái thủ No 1 cũng đơn giản thôi, khung ruộng và sau đó thì ra được cung rồi. Và trận thi đấu kết thúc, tỷ số là 1-0. Ở đây là trận thi đấu thứ hai trong series đấu đầu tiên. BB là người cầm Choi Son. Và có lẽ chúng ta tiếp tục theo dõi màn hình máy cái thủ BB. Xem BB ép đời thực sự rất mượt, nhưng theo tay quá mượt và dẻo đến từ thủ BB. Vâng, như vậy là bên phía Hà Nội trong trận thi đấu này là có Choi Son và AC. Còn bên này thì là Choi Son và IA. Một chém tuyển, một cung tuyển. Còn phía bên này, xin lỗi bạn, một chém cùi, một cung tuyển. Còn bên này là một chém cùi, một chém tuyển. Rồi, xem sơ sơ thì nó là như vậy. Phụ thuộc vào bài rất nhiều ở Babla. Vì vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi thôi. Nếu hai bài, vâng, kể cả chém cùi ở trong Babla này, bài tuyển hoàn toàn có thể cân lại được một bài, vâng, chém tuyển. Những bài cùi chúng ta hãy cùng chờ xem. BB thì đã có đàn hiêu về nhưng ngoài ra thì chưa thấy thêm gì. Bắt đầu cắt tiếp nông dân ra đi dò. Vâng, Choi Son nhẽ thường à, đây rồi. Như vậy là có bãi quả phụ ở phía dưới và đàn hiêu. Như vậy là tạm thời đủ đồ. Chúng ta cùng xem màn hình máy của cái thủ Nomo xem tình hình thế nào. Như vậy là hai voi đã về và con voi thứ ba thì có lẽ cũng sẽ được về thôi. Hơi vướng cái giếng một chút, cả hai người cùng đánh ít dẫn từ hãng phòng. Rồi như vậy vị trí này là tạm được. Thêm bãi quả phụ phía dưới này. Ăn tranh bằng được bãi này, ăn tranh bằng được. Cố gắng đóng một chiếc BG sớm. Kích khá sớm. Vẫn còn một bầy hiêu nữa bên cạnh bãi vàng. Như vậy là ổn. Cả hai người tài nguyên là ổn. BB có vẻ như là kích muộn hơn nguyên thủ nó một chút. Không ổn rồi. Rồi. Rất khéo léo ở trước BS vừa rồi của thủ BB. Đó, như vậy là No 1 là người lên đời hai đầu tiên. Và chúng ta hãy cùng xem màn hình máy thủ No 1. Kích 9 rồi. Đúng rồi, kích đầu 9 và bắt đầu. Chúng ta hãy cùng chờ xem No 1 sẽ gặp nhà nào. Ở phía trên nông dân ở bãi quả phía trên không đóng L mà đóng L 1 L ở nhà. Đánh 2 L thấp hay là 1 L cao 1 L thấp, chúng ta hãy cùng chờ xem. Khung ruộng không? Rồi chốt E. Như vậy có khả năng khung nhà tương đối cao. Cho nông dân dịch hẳn ở phía trong và chốt E ở phía ngoài bãi vàng này. Không, như vậy là bên kia cũng lên đời khá sớm. Cả Hoàng Mai Nhi và cả Văn Lớp cũng lên đời khá sớm. Và như vậy là không chốt E, chốt hẳn cả L. Khiếp hồn. Và vâng, thừa gỗ. Đôi voi nữa và lát nữa thì ăn xong bãi quả thì hoàn toàn có thể ăn hoang đôi voi này.
căn ke khá chuẩn. Đây rồi, như vậy gặp AEC. Gặp AEC của cái thủ hoàng máy nhìn trong tuần này trọng luôn không? Không, như vậy là công giáp đầy đủ, muốn cố gắng tìm đấu dần. Có lẽ AEC vẫn đang còn thở khá nhiều. Hai vs một luôn và sau đó thì quay trở lại chơi AC sau. Dường như là như vậy. Chơi cho son trước cả IA. Vâng, đúng rồi. Rất nhiều nông dân của thủ Van Lớp ở phía ngoài. Và đây có giò công ra đầy đủ của BB, có lẽ cũng vậy. Chơi rất ác. Ngay những thời điểm đầu rồi đã bị hai con giò chơi là cực kỳ thầm. Thêm một VE nữa. Nhưng đóng ở phía ngoài thì là hay hơn và tốt hơn. Cả hai con giò đều đang còn khá nhiều máu. Tên này vào cái thủ Van Lớp nếu chưa bó chặt thì khả năng ra đi là rất cao. Tương tự như trận thi đấu đầu tiên, dường như Van Lớp đang khởi động không, như vậy là cho son cũng đã lên 3 xong. Sẽ có phù ở phía trong. Như vậy là muốn chơi ngược trở lại Hoàng Mai Nhi trong tuần này. Và tên chém tiếp theo cũng tới nhà cái thủ Hoàng Mai Nhi luôn. Đã bị khung, chắc chắn là như vậy. Những nhà này là nhà dưới dốc. Chém dây cái BE đầu tiên thò ra phía ngoài. Vâng, bánh xe luôn. Rồi chém chiếc BE trên dốc này. Vậy một chiếc BE nhưng dường như là... À vâng, vẫn là BE của mình. Vẫn là BE của mình, chỉ là sửa thôi. Và bây giờ cũng bắt đầu có cung R. Và có lẽ là nên lên L tiếp theo. Chết giò không? Như vậy là chết giò. Khung nhà rồi thì lên L tiếp theo. Chốt 2E chứ không phải lên L tiếp theo. Lượng ruộng vẫn đang là hơi khiêm tốn. Vẽ thêm ruộng luôn ở vị trí này. Liệu có phải là hợp lý? Đây là đường đi quân của cái thủ Hoàng Mai Nhi sang nhà của cái thủ nó 1. Như vậy chỉ là 2L. Đây là bắt luôn tân cung R này của cái thủ Hoàng Mai Nhi. Cố gắng cấu máu thật đau. Vẽ ruộng ở đây là hơi bất hợp lý trong tình huống này. Hoàng Mai Nhi đã khung được nhà. Phía trong dường như là cũng có khá nhiều gỗ chứ không phải là một cánh rừng thông như bình thường. Đây là chiếc BE mà tôi muốn nói ở những thời điểm đầu, nó trồi ra phía ngoài. Và bây giờ thì có cả phù đứng ở phía trong, tương đối cặn. Tiếp tục phải E. Không như là cái E của thủ Hoàng Mai Nhi mà bây giờ thì bị cũng là đẩy ra phía ngoài. Hơi mệt đầu tuần này, hơi mệt đầu. Chém bắt đẩy đi khá xa. Bây giờ sức mạnh của AC bắt đầu được thể hiện. Nâng cấp chặt gỗ. Lên cung A hay là vâng đánh L3, chúng ta cùng chờ xem. Như vậy cũng không phải cung A mà cũng không phải L3. Đó là thêm một chiếc BS. Chém vẫn ra rất đều từ hai nhà BL. Bây giờ màn hình máy với tủ BB xem tình hình thế nào. BB tham lai 22. Chống lại AC cũng mệt. Đơn giản là vì AC bây giờ bắt kìa. Không tăng tham. Vâng, người ta đen mất rồi. Dường như là như vậy. AC bắt đầu đẩy ra. BB bắt đầu bắt tham. Tất cả trông đợi vào cái thủ nô 1 thời điểm này thôi. Chém là siêu siêu đông. Nhưng có điều làm như thế nào để chống lại được AC. IA thì IA thật. Nhưng làm thế nào để chống lại AC thời điểm này. Lao vào ăn dân của cái thủ Hoàng. À xin lỗi bạn Van Lớp thì Hoàng Mai Nhi sẽ đẩy cũng được. Hoàng Mai Nhi chắc chắn sẽ đẩy cũng được. Và lớp chưa bánh xe. Và tất nhiên ở phía trong sẽ có. Vâng, tất nhiên ở phía trong sẽ có phủ. Chúng ta cùng chờ xem liệu có phải là phủ thật. Rồi. Đấy, và lớp chưa bánh xe tên này. Một cái hốc nho nhỏ thôi. Nhưng lại chưa có phủ. Chạy dân ở đây và sau đó thì kéo chém về thủ. Bắt buộc kéo chém về thủ giữ nhà cái đã đúng rồi. Kéo chém về thủ. Đông, rất đông cũng là. Lùi hết nông dân này vào. Giữ dân ở thời điểm này là quan trọng. Có thể hy sinh quân cũng được nhưng dân phải giữ bằng được. Gỗ đủ thiết kế một BL hoặc một BA. Rồi vẫn tiếp tục vẽ ruộng. Bao lùng nha. Chạy. Đội 1 vẫn đang giữ tham là tương đối khéo. Bây giờ thì BB sang. Đường về của những con chém là hơi dắt díu. Hoàng Mai Nhi cầm cung là cực kỳ chắc chắn. Nhưng đây là chém tuyển Yamato. Chúng ta cùng chờ xem.
Không còn gỗ để phải nghe. Ồ. Rồi, hơi sai mất rồi. Hơi khó chơi. Một tên mà vẫn có rất nhiều những con phù của game thủ Valorant chui trong hoàng mạnh trong nhà Hoàng Mạnh Nhi để có thể vâng vừa ăn vàng vừa đóng P, và chỉ có đóng P không rồi. Vâng, một đều và chúng ta cũng chờ đợi đến với trận thi đấu bản lề ngày sau đây thôi.